đi ra đều xuống nữa. Chạy đi, rồi ra vô hình đi. Rồi, cán bánh sau, nó còn 95, 80 là đậu. Rồi, nó lái đều, nó sát bên ngoài, nó lái đều luôn. Bo luôn, ga lên, tăng ga lên xíu. Đúng rồi, nó bo tiếp luôn, bo tiếp luôn. Rồi, nghiêng người quá, bị cán bánh sau rồi, còn 90. Cầm bánh đầu lại, rồi, còn 85. Đấy, em quơ cổ lái nhiều quá, nó sẽ bị như vậy. Đừng có quơ cổ lái, đánh lái, kìm cổ lại cho nó cứng thì đánh lái. Vô cái